Đây, được bùn dừa nước nha mọi người. Đây, không thử được. Dán rớt rồi hả? Dán miếng nước lậu nữa. Đây còn bùn nè. Ơi, thôi mà nó ngon lại coi luôn. Rồi, được hai quài mọi người. Kệ nó chảy rồi đó đi. Ngon. Cánh thang dừa nè, bà bạn đưa cái ngón tay cái vô nè, bạn dãy lên vậy nè. Cái nó bay lên nè, quất nha. Ơi. Lô, lô mọi người. Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình cùng các bạn đi đốn dừa núi nha mọi người. Bây giờ mình lội xong à. Đây để mình giới thiệu từng thành viên cho mọi người xem nha. Hello, xin chào mọi người. Mình tên là Cảnh. À, mình tên Dĩ. Mình là Mr. Đen. Mr. Đen. Mình là Dũng nha mọi người. Mình là Tiết nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình cùng đi nha mọi người. Bây giờ mình lội xong mình kiếm về nước. Nè, ông lên cái, bay bơi bơi. Có một cảnh, có một cảnh. Có ngoài nè. Đâu đâu đâu. Bơi sát vô, bơi sát vô. Nè, tôi quay cái đầu ông vô nè. Hai huy rồi luôn hả? Chiếc chơi chơi rồi trên. Bơi cho ổng nè. Rồi, cái dầm đó rồi. Cái dầm mất hết cái đầu rồi. Cái dầm mất hết cái đầu rồi. Kệ ông nội ơi. Còn cái đầu này nữa. Bay con đầu à ba. Hai đầu. Hai đầu đó. Da đâu? Da nè. Đây, được bùn vừa nước nha mọi người. Wow. Đây, không thử hả? Rồi bây giờ mình tiếp tục đi kiếm nữa nha mọi người. Đi được không Vũ? Được, mà thấy bùn nhỏ. Tại bùn đó rồi. Vậy vậy đưa dao cho kiếm lục luôn. Ngon. Ngon, ngon, ngon. Ngon hả? Sao thử mới cha? Ngon. Cảm thử gì? Chút lên thử. Ê, bơi coi. Đây mọi người. Nhảy lên được không? Nhảy không ai chẹo đây nè cưng. Dán đâu rớt rồi hả? Rớt miếng nước lậu nữa. Đây còn bụng nè. Đâu? Trời, bơi đuôi, bơi đuôi đi, bơi đuôi. Vậy em lật cái này xuống rồi. Đu theo này nè. Cái hòa này hay quá. Mát không cảnh, mát cảnh. Ôi, mát quá. Đã quá, đã quá. Trên này sao ấy. Em tài xế nha. Trời ơi. Bần quá trời luôn nè. Camera ơi, bần quá trời nè. Em bấm sóng rồi vô được chứ nè. Không vô được. Trời ơi, quá trời các bạn ơi. 4-5 quải luôn kìa. Vô vô vô, lại lại lại. Cho con camera vô. Thuốc bánh trời ơi. Gì nó rồi chết kìa. Cái quầy dưới đất trong má ấy. Trời ơi, trời giặt hàng hả? Trời ơi, nhìn vậy nhiều khi ăn được sao? Ngoài trên cái được á. Ủa, lượm thử. Bà ơi, ngoài này được nè. Đây, 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 đây nè. Không thử hả? Được rồi, chín rồi, vừa rồi. Chín được rồi. Không? Đây. Nó vàng rồi hết á. Ngon quá mọi người ơi. Ngoài này ăn là hết sảy luôn nè. À. Ok. Đang đổ mình kia kìa. Ôi, thôi mà nó ngon lại cơm. Rồi, được hai quài mọi người. Rồi, rồi, có lý rồi. Ô, về bên đó mấy. Đó chắc già quá. Mới đó già. Thử đó, không tới. Ngon đó. Được, được, bút lớn. Đấy, mình trẻ cái mình ăn. Ừ, thử thử coi bạn. Đi xuống xuồng này trẻ. Kệ nó trẻ rồi đó đi. Có nước không?
chắc già khằng luôn hả? Chắc già khằng của đế rồi á, chẻn đất luôn. Ô, già quá rồi, già quá rồi. Cái này mình luôn thử coi nhai vô, thử coi vũ có tư này nè, anh tư đang coi hơi cứng rồi, hơi cứng phải không? Để chặt thử cái trái này là của bồ nè, chặt thử cái đó ngon ngon à, ngon không ngon vậy chặt luôn chứ không ai bỏ, thấy mình cứng cứng rồi, cứng rồi, thấy mình gì của không giống mà lại cứng là làm gì, cứng cái gì đúng răng luôn á. Trời ơi, đi hái dừa ké mà còn làm đùng đùng nữa. Dừa nó không à, ăn luôn. Thế nào? Đợi đâu? Ô, ngon quá, trời ơi, quất nguyên. Để đây anh Tư nè. Lấy ngón tay anh Tư, lấy ngón tay nè. Ngon. Đồ bây giờ vậy cái đó mình đúng không rồi. Lôi ra anh Tư. Cho tôi chui ra. Yeah. Thôi bây giờ mình được một hoài nữa mọi ơi. Rất cái chân kìa. Vậy quấy hoài này dục đi chứ. Bảy nha. Rồi đưa dầm đây bay ra. Đây mình có mình biểu diễn. Để mình sống nha. Được tắm sông đã, bạn mát quá. Thật là sảng khoái. Rồi bây giờ Vũ với Cảnh đang thử thách là người nào lặn lâu nha mọi người. Chuẩn bị nè. Rồi 1 2 3. Ngon. Ủa rồi vậy Cảnh thua rồi mọi người. Ủa Vũ chưa lên hả? Ủa nghe nó thở là lên là mà. Vậy mình thua rồi. Nãy giờ đâu quay đâu. Rồi bây giờ mình quay tiếp. Quay mấy bạn này chụp vô mọi người. Đấy nè. Thử cái hoài của tôi cái ông Tiết. Ngon không? Cánh đang dừa nè, bạn đưa cái ngón tay cái vô nè, bạn dãy lên vậy nè. Cái nó bay lên nè, quất nha. Cảm giác sao? Ngon không? Ngon lâu càng không đế luôn. Nhanh bậy đã của đâu không được rồi. Vậy tiếp hả bạn? Chặt không đứt luôn rồi. Quá cứng rồi. Tàu nó cứng quá. Cứng quá rồi. Thôi. Cái này có nước nấu chè luôn. Kia đi, còn mình bơi vòng quá. Ngát quá không? Cứng quá. Ăn chắc gãi răng luôn á. Thử coi. Vũ làm biết cách ăn không? Chỉ cho ăn nè. Rồi ăn thử. Bây giờ mình lột ra nè, cái mình cắn nè. Nhai. Ngon ngon quá. Từ bờ giỏi quá. Rồi rồi. Ấy, em cho thấy bạn cho nè. Ê coi chừng nhà. Sập xuống, sập vô, rớt cái dao á. Bơi vô trong đi. Ở kia có cho bạn kìa mọi người. Ủa trời luôn kìa. Đập luôn, cô đập lấy cây đập ra xuống. Nước này chảy hả? Đây, phải bơm qua đó mới có dừa. Nắm lên lại tàu lá. Ồ, có trái bần kìa. Ồ, mấy khúc này ta. Chạy dữ người ta. Nó chạy quá. Mệt quá. Trời ơi, mấy tay đó. Mấy tay đó đang hơi vừa thấy bận kìa. Có chừng lọt cái dao. Có con trái nè. Ê giờ bơi qua kia mới có dừa. Tư làm gì vậy? Bậy nè. Tư thở oxy rồi.
con da đâu, con da đâu, được nè. Hay quá. Hả? Ây da, trong này có nè. Ây, có dừa nước nè. Kéo xuống, 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 kéo. Đồng ơi, tôi đang làm gì vậy? Tặc răng hả? Chắc gãy nó bận quá. Bơi ngược ra, bơi ngược ra, sao tiếc thấy vậy? Tiếc, tiếc. Ờ, tới rồi. Thấy được rồi kìa. Ừ, cặp vô đó rồi nha. Để chúng mới bơ được. Không, cặp bên đây nè Thẩm. Cặp cái cây cặp ngược bên đây. Ừ đó. Dây đâu được đâu. Tự nhảy nha, mới gãy rồi. Cây á. Phía bên đây có một quầy dừa nha mọi người. Nè, đi nè. Bây giờ mình thử nha. Giữ ta. Đó đâu. Chú đưa. Chú đưa nữa. Rồi. Rồi bây giờ mình lấy được một trái nè. Bây giờ mình chặt ra mình thử nha. Ừ. Phải không? Cái này mạnh mạnh vô ra nó chấm bông ra luôn. Ui, ngon quá mọi người. Ngon quá. Nó không có gáo. Rồi. Cho một cái bò giờ mình bỏ cái quầy này nha. Mình đi kiếm quầy khác. Rồi. Thử quầy này nha mọi người. Ra bộ. Đây thuốc không? Cho mình thử này nó. Đây không? Ừ. Vô đây nè. Sao cái vàng cái màu nó già không? Ừ. Ngon đó. Chắc ngon. Thử rồi. Giờ mình thử nha. Già rồi, em ơi. Già hả? Để thử 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 như còn còn được á. Qua bên kia kìa, bên kia là quành về được rồi. Kìa qua kia kìa, kìa. Ừ, gần hạ luôn kìa. Má này gần hạ luôn nè. Chuẩn bị quay quay vòng cái chiếc thuyền kia nha. Rồi quên nó văng cái điện thoại nữa. Vũ làm gì vậy? Cái gì đó. Mắt các bạn ơi. Quay này vô nè mọi người ơi. Đây. Ồ, ngon quá. Vừa ăn luôn. Dữ. Thử luôn nè. Ê. Mày thấy nửa trái thôi, hương trái kỳ lắm á. Ngon mọi người ơi. Rồi, dữ. Hầu như đó đủ rồi ăn. Lùm 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 lùm. Còn mấy ngoài trên nữa kìa. Lạnh nè, lạnh nè. Bơi tới chỗ này, phóng lên nhà. Mình được vô đây vừa nha mọi người. Mệt quá mọi người. Không chút ăn khỏe hơn biết. Mệt lắm nha mọi người. Đúng. Mệt không nhỉ? Lên đây luôn chứ thôi, dáng rồi bơi nổi. Dở chân hết lên. Đẩy chân ra nghe, đẩy lên đó cái gì.
không à. Không được rồi. Nghe này cũng đã nè. Này ngon quá mọi người ơi. Ừ, đúng rồi, tiếp hay. Hình như nãy cái đó là Vũ. Ồ bây giờ mình cùng, không? Bây giờ mình thử nha mọi người. Mình tắp lên đường nè. Rồi bây giờ mình ăn thử nha. Vậy nó mới dễ. Vậy tắp cho mình nha mọi người. Ngon, ngọt, mềm. Trả về tụi thơ. Quá ngon, quá ngon. Mình thử nha mọi người. Ê. Ê, rồi. Ôi ơi. Làm lại còn miếng nữa. Đưa 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 miệng vô luôn. Quất luôn. Mọi người nha. Ngọt, mềm, mềm. Ngon mọi người ơi. Đấy nè. Ăn luôn đi, trẻ ăn đi. À. Cái mày đó là còn rồi. Miếng kìa. Miếng nó dơ mới dục nó nọ. Ủa mà cái tinh tí này nè, chắc nè không? Đó mới béo á. Ừ. Ngọt. Y chang cái nước mặn kìa ha. Ừ, ngọt. Ừ. Ok. Tay nữa, đẩy nó gãy rồi. Mày nè, ủa sao đây còn 6 miếng gì đây vậy? Rồi mình ăn miếng này miếng cuối mọi người. À, clip mình cũng đã dài nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết clip của mình nha. À, mọi người nhớ like cho mình và đăng ký kênh cho mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Chào và hẹn gặp lại các bạn nha.